Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tuyên Quang phát triển bền vững của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngay từ những ngày đầu năm 2021, nhiều địa phương trong tỉnh đã phát động khởi động đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, đảm bảo giao thông thực sự là khâu đột phá, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Theo đề án, tỉnh thực hiện mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 bê tông hóa ít nhất 1.080 km đường thôn và đường nội đồng, trong đó đường thôn 620 km, nâng tỷ lệ bê tông hóa đường thôn được bê tông đạt trên 80%, đường nội đồng 460 km, nâng tỷ lệ bê tông hóa đường nội đồng được bê tông hóa đạt trên 60%, xây dựng ít nhất 200 cầu. Trong năm nay, toàn tỉnh thực hiện bê tông 223 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 38 cầu trên đường giao thông nông thôn. Để thực hiện đề án này, các địa phương trong tỉnh đã phát động ra quân thực hiện. Các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của các địa phương ký kết quy chế phối hợp để vận động nhân dân tham gia hiến đất làm đường. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới và là đề án quan trọng trong thực hiện khâu đột phá đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra. Đến thời điểm hiện tại, Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ xuân 2021, đảm bảo tiến độ và đúng khung lịch thời vụ. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, năm nay cơ cấu giống trong sản xuất vụ xuân cũng thay đổi để phù hợp với thời tiết và thổ nhưỡng từng vùng. 16 giống lúa được lựa chọn đưa vào gieo trồng vụ xuân của tỉnh, trong đó có một số giống chủ lực. IRI 352, N97, Z02, Nhị Ưu 838, Bắc Thơm số 7, Đài Thơm số 8, Bắc Hương số 9. Đây là các giống lúa chất lượng có sức chống chịu tốt sâu bệnh hại, thích nghi với thời tiết. Khung lịch thời vụ gồm trà chính vụ và trà muộn. Theo đó, trà muộn sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 2. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành tiến độ gieo cấy. Một số địa phương có tiến độ gieo cấy nhanh là Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn và Hàm Yên. Theo kế hoạch vụ xuân năm 2021, toàn tỉnh gieo cấy gần 18.600 ha lúa, phấn đấu đạt năng suất 68 tạ một ha trở lên. Để phục vụ tốt cho công tác trồng rừng năm 2021, hiện nay các địa phương đơn vị đã sẵn sàng cung cấp nguồn cây giống, đáp ứng đủ nhu cầu trồng rừng. Hiện nay toàn tỉnh có 23 cơ sở gieo ươm giống cây lâm nghiệp, trong đó có 5 vườn ươm cây giống của công ty lâm nghiệp, 4 vườn ươm của Tổng Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Trung ương, 1 cơ sở nuôi cấy mô và hàng trăm các cơ sở quy mô nhỏ hộ gia đình. Các vườn ươm này đáp ứng đủ nhu cầu Tết trồng cây xuân Tân Sửu và khoảng 90% nhu cầu trồng rừng vụ xuân của các tổ chức người làm rừng trên địa bàn. Theo kế hoạch, năm 2021, Tuyên Quang trồng mới 10.350 ha rừng sản xuất, trong đó có 10.000 ha rừng tập trung, còn lại là rừng phân tán. Tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ trên 1.390 ha bằng cây giống chất lượng cao, gồm cây keo lai mô, cây keo tai tượng hạt nhập ngoại. Để đảm bảo chất lượng trồng rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh khuyến cáo các doanh nghiệp, người làm rừng cần tìm đến cơ sở được cấp phép để mua cây giống, tuyệt đối không mua cây trôi nổi không có nguồn gốc trên thị trường. Thời điểm giao mùa, dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát, bởi vậy các hộ chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hiện nay toàn tỉnh có trên 6 triệu con gia cầm, tuy thời điểm này không có dịch xảy ra, song đây là thời điểm giao mùa, nguy cơ bùng phát dịch cao. Bởi vậy, các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động tiêm vaccine cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng. Đồng thời, tổ chức tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao tại các huyện thành phố để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Đối với các cơ sở hộ chăn nuôi đã từng có dịch, khi tái đàn bắt buộc phải phun hóa chất tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột, sử dụng con giống có nguồn gốc và tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh, đảm bảo việc chăn nuôi an toàn, hiệu quả. Để thu hút các nhà đầu tư đến với Tuyên Quang,
tỉnh đặc biệt quan tâm công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, đồng thời phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sạch để các doanh nghiệp triển khai xây dựng các dự án. Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp là một trong những ưu tiên của tỉnh nhằm nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động và tăng thu ngân sách cho địa phương. Nhà máy sản xuất giày da của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giày Trung Di tại huyện Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương khi triển khai đầu tư đã luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các ngành chức năng, chính quyền các địa phương. Đi vào hoạt động, các nhà máy không chỉ góp phần tăng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Tuyên Quang mà còn tạo hàng nghìn việc làm cho người lao động. Công ty của chúng tôi là đầu tư nước ngoài. Ở đây là đạo hỗ trợ thì là có thể để công ty sản xuất làm thủ tục rất là thuận lợi. Cho đến bây giờ là đưa vào sản xuất hoạt động là rất là cảm ơn. Nhà máy sản xuất cột điện bê tông và xứ cách điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Hua Cai Long tại khu công nghiệp Long Bình An đang trong quá trình hoàn tất lắp đặt. Việc triển khai thực hiện dự án được lãnh đạo công ty cân nhắc nhằm đảm bảo các điều kiện phù hợp nhất để sản xuất kinh doanh hiệu quả. Nhà đầu tư được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất khi triển khai dự án tại đây. Tôi cho rằng điều kiện đầu tư ở đây rất là tốt. Trước khi đến đây đầu tư thì chúng tôi đã khảo sát về các điều kiện đi lại, vận chuyển, tiền thuê đất. Tất cả đều rất chi là đạt ưu thế. Chúng tôi nhận được những cái sự giúp đỡ cần thiết của các sở ban ngành. Khi có điều kiện hoặc khó khăn gì đó, thì chúng tôi đề nghị và đều nhận được sự giúp đỡ ngay lập tức. Cùng với thực hiện tốt công tác quy hoạch đầu tư hạ tầng, việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cải cách thủ tục hành chính được xem là một trong những giải pháp quan trọng để các nhà đầu tư đến với Tuyên Quang. Bên cạnh đó, nhà đầu tư được hỗ trợ từ các ngành chức năng của tỉnh trong khảo sát, triển khai dự án và cam kết các điều kiện thủ tục hành chính thuận lợi khi tổ chức sản xuất và gia nhập thị trường. Thực hiện cái nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ năm 2021-2030 và có tầm nhìn đến năm 2050, thì Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đang nghiên cứu và đề xuất là quy hoạch các cái khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là tại các cái địa bàn có cái lợi thế như là địa bàn thành phố Tuyên Quang, thành phố huyện Yên Sơn và các cái khu công nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Dương có các cái vị trí tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra mục tiêu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 5 năm đạt 14%. Cùng với việc thu hút đầu tư phát triển các dự án công nghiệp công nghệ hiện đại, công nghiệp sạch, tỉnh kiên quyết xử lý, loại bỏ những dự án ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Phát triển công nghiệp không chỉ góp phần quan trọng tăng thu ngân sách cho tỉnh, mà còn giải quyết hàng chục nghìn việc làm cho lao động tại địa phương. Luôn nỗ lực hoàn thành tốt công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, thời gian qua ngành y tế đã thực hiện tốt vai trò đầu tàu, góp phần làm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch tại Tuyên Quang. Có mặt đầu tiên khi có ca nhiễm COVID-19 để điều tra dịch tễ học, lấy mẫu bệnh phẩm, thực hiện vệ sinh môi trường dù ở bất cứ đâu và thời gian nào. Phối hợp tốt với các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. Trong suốt thời gian qua, các nhân viên y tế trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tuyến đầu, phòng chống dịch, đảm bảo giữ vững an toàn, không để dịch xảy ra tại Tuyên Quang. Cái buổi đầu tiên là nhận được lệnh xuất phát xuống phòng chống dịch bệnh, chúng tôi có mặt ngay từ những phút đầu tiên. Tất cả là có ở chốt này là tất cả có 9 anh em thường xuyên thay phiên ca nhau và đo và khử khuẩn cho tất cả 100% từ ô tô, xe máy qua chốt và Tuyên Quang để phòng chống dịch bệnh. Cùng với việc khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm các đối tượng nghi nhiễm, tại tất cả các cơ sở y tế, công tác kiểm soát dịch cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Vừa thực hiện tốt phòng dịch, vừa đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong thời điểm này, hệ thống phòng chống dịch COVID-19 được đẩy lên một bước. Trong đó, việc chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật tư được các cơ sở y tế chủ động dự trữ đầy đủ, đảm bảo người bệnh được điều trị kịp thời. Trong giai đoạn
cao điểm của công tác phòng chống dịch COVID-19 thì hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã có sự chuẩn bị cơ bản đủ thuốc cũng như vật tư thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch, đặc biệt là đảm bảo để ứng phó trong cái nếu như có dịch xảy ra tại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Phòng áp lực âm tại Bệnh viện Phổi Tuyên Quang được kích hoạt, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận khi có bệnh nhân dương tính với COVID-19 trên địa bàn. Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng chuẩn bị về mọi mặt, trong đó là về nhân lực thì chúng tôi cũng đã thành lập 3 tổ điều trị để sẵn sàng tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 dương tính. Và về cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng đã được tỉnh trang bị xây dựng cái phòng áp lực âm với 4 phòng điều trị để điều trị tiếp nhận những bệnh nhân COVID dương tính ở thể nặng. Thế còn lại thì chúng tôi đã chuẩn bị về cơ sở vật chất là 30 giường để tiếp nhận những bệnh nhân nghi nhiễm và bệnh nhân mắc COVID-19 ở cái thể nhẹ. Không ngại khó khăn gian khổ, các y bác sĩ luôn ở đó, tuyến đầu phòng chống dịch. Là địa phương nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới vào năm 2021, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa hiện đang tập trung huy động các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra. Là thôn khó khăn của xã Kiên Đài, qua giả soát làng Đài 1 mới đạt 10 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Xác định mỗi hộ dân là một hạt nhân nông thôn mới và nhiều hộ tập trung lại để thành thôn nông thôn mới. Bởi vậy, các tổ chức đoàn thể trong thôn tăng cường tuyên truyền vận động đến người dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo thế mạnh của từng gia đình để nâng cao thu nhập. Vận động dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng như trồng rừng, trồng cây ăn quả, trồng chăn nuôi, mở mang chăn nuôi, ví dụ như nuôi trâu, nuôi bò, nuôi dê, nuôi gia súc, và để nhân dân phát triển kinh tế, để thêm thu nhập. Kiên Đài là xã khó khăn của huyện Chiêm Hóa. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, hầu như tất cả các tiêu chí nông thôn mới đều chưa đạt. Đến nay, Kiên Đài đạt 11 trên 19 tiêu chí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Địa phương tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, lấy hộ gia đình cán bộ đảng viên làm nòng cốt tiên phong gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà ở. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện rà soát lại các tiêu chí để thực hiện trong năm 2021. Thành viên ban chỉ đạo của xã đi xuống các từng hộ của thôn để rà soát các tiêu chí thuộc dân vật tự làm và tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư. Người dân cũng nắm rõ được cái chủ trương và thực hiện cái xây dựng nông thôn mới thì được dân đồng tình ủng hộ. Xây dựng nông thôn mới ở xã Kiên Đài vẫn còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là sự vào cuộc đồng bộ, đoàn kết, đồng lòng của chính quyền và nhân dân địa phương, đang triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới một cách hiệu quả bền vững và phấn đấu về đích đúng lộ trình đề ra. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Tuyên Quang phát triển bền vững của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.